Thứ hai, xin hỏi, người tại gia nhìn thấy Pháp Sư lớn tuổi, thậm chí là Pháp Sư đang cần giúp đỡ, thì có thể đỡ tay của Pháp Sư không? Có một số đồng tu nói, bất luận trong tình huống nào, đều có thể tiếp xúc thân thể của Pháp Sư. Xin lão Pháp Sư khai thị. Tiểu thừa chắc chắn không được, đại thừa có thể. Tiểu thừa giống như Thái Lan, cho dù người đó bị bệnh nguy kịch, người nữ cũng không được chạm vào. Tại sao vậy? Tâm phàm của họ chưa thoát ra được, sợ họ động niệm. Một khi họ động ý niệm thì họ sẽ đọa lạc. Trong Đại Thừa Giáo, Đại Thừa là tu Bồ Tát, cho nên về tinh thần giới luật không giống nhau. Giới của Tiểu Thừa luận sự không luận tâm, Đại Thừa giới luận tâm không luận sự. Đại Thừa giới khó trì hơn Tiểu Thừa giới. Ví dụ như nói không sát sanh, trong Tiểu Thừa giới đích thực không sát hại chúng sanh, nhưng trong tâm khởi suy nghĩ ghét họ, mình hy vọng họ chết, không phạm giới, không phá giới. Trong Đại Thừa giới thì không được. Đại Thừa giới bạn giết chúng sanh này, nhưng bạn không có suy nghĩ giết họ thì cũng không phạm giới. Nhưng trong Đại Thừa giới bạn đồng ý niệm tôi muốn hại họ thì bạn đã phạm giới sát. Đại Thừa giới khó hơn Tiểu Thừa giới. Hiện tại, người xuất gia chúng ta rốt cuộc là Đại Thừa hay Tiểu Thừa? Tôi thấy Nhất Thừa cũng không nổi. Tại sao vậy? Chưa làm được đệ tử quy thập thiện nghiệp đạo. Hiện nay, những người xuất gia chúng tôi giống như lời Đại sư Trí Giả nói, là danh tự tức Phật trong lục tức Phật, hữu danh vô thực. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Cho nên người xuất gia không học sao được. Người xuất gia trước đây rất không dễ dàng, phải trải qua khảo nghiệm. Chế độ khảo nghiệm này là đến thời Hoàng đế Thuận Trị thì phế bỏ. Đại sư Ấn Quang rất nhiều lần nhắc đến chuyện này trong văn sao, cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Điều này khiến cho tố chất người xuất gia trong cửa Phật xuống dốc không phanh. Trước đây phải trải qua thi cử của quốc gia, cuối cùng phải được sự chấp thuận của Hoàng đế. Đức hạnh của Khanh, học vấn của Khanh có thể làm thầy của trẫm. Cho nên người xuất gia là thầy của Hoàng đế. Hoàng đế đồng ý rồi mới phát độ điệp cho bạn. Độ điệp là giấy chứng nhận. Bạn lấy độ điệp mới có thể xuất gia. Bạn không có độ điệp, ngôi chùa nào giúp bạn thế độ là phạm pháp. Cho nên chế độ này là chế độ tốt. Hiện tại chế độ này đã bị phế bỏ khoảng hơn 400 năm rồi. Bị phế bỏ. Hiện tại ai cũng có thể xuất gia. Hình ảnh Phật giáo của chúng ta tạo thành hình ảnh tiêu cực trong xã hội. Đây là nguyên nhân chủ yếu. Nếu chúng ta phát tâm xuất gia thì phải nghiêm túc học tập cho tốt. Nhất định không thể phụ lòng Thích Ca Mâu Ni Phật. Học Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật là tấm gương của chúng ta. Chúng ta học theo ai? Học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy là đúng. Tôi học Phật, lúc đó còn chưa xuất gia, mới tiếp xúc Phật Pháp. Duyên Phật rất tốt, quen biết Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia dạy tôi xem bộ sách đầu tiên là Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí. Hai quyển sách này không có sách riêng. Ở trong Đại Tạng Kinh có,
Lúc đó chúng tôi học tập, tới chùa mượn kinh về chép. Đại Tạng Kinh không được phép mang ra khỏi chùa, chép ở trong chùa, chủ nhật hàng tuần tới chép sách này. Bạn muốn học Phật, trước tiên phải nhận thức Thích Ca Mâu Ni Phật, phải tìm hiểu. Sau đó bạn mới thực sự tôn kính Ngài, khâm phục Ngài. Ngài thực sự xả mình vì người. Đó là tấm gương của chúng ta. Chúng ta học tập theo Ngài. Bạn xem, bản thân Ngài sau khi thị hiện thành đạo liền làm nghề dạy học. Cho nên nhìn từ hành trì cả đời của Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi thường nói đó không phải là tôn giáo, đó là giáo dục. Giống như Khổng Lão Phu Tử, Khổng Lão Phu Tử dạy học, thực ra mà nói là bất đắc dĩ. Cả đời Phu Tử chu du liệt quốc là muốn cầu một chức quan nhỏ, muốn người khác có thể dùng Ngài. Ngài làm tể tướng, làm đại thần để thực hiện hoài bão của mình. Chu du liệt quốc nhiều năm như vậy, không ai dám dùng Ngài. Bất đắc dĩ mới quay về quê nhà dạy học. Lúc về quê nhà thì Ngài đã 68 tuổi. Ngài qua đời năm 73 tuổi. Cho nên Phu Tử dạy học chỉ dạy được 5 năm. 5 năm trở thành Vạn Thế Sư Biểu. Khổng Tử đến nằm mơ cũng không ngờ tới. Nếu Ngài ấy thực sự làm quan ở trong lịch sử Trung Quốc, cùng lắm là thân phận giống Chu Công, Quản Trọng, Gia Cát Lượng vậy, sẽ không được gọi là Vạn Thế Sư Biểu. Cho nên tôi nói Ngài ấy cũng không ngờ tới. Bao nhiêu người đời sau tôn kính Ngài, Ngài ấy không ngờ tới. Nếu ngờ tới thì đã không cần Chu Du Liệt Quốc, đã sớm dạy học. Nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật rất thông minh. 30 tuổi, bạn xem, Ngài từ bỏ dương vị, từ bỏ vinh hoa phú quý. Việc Ngài làm, nói theo lời hiện nay, chính là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Ngài dạy 49 năm, Khổng Tử dạy 5 năm, Phật dạy 49 năm, học trò thành tựu. Đương nhiên không ai có thể so sánh với Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử nhập môn của Khổng Phu Tử, đệ tử thực sự đắc pháp, 72 người. Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta thường thấy được trong kinh đều là đắc đạo chứng quả A-la-hán, 1.255 người. Chúng Bồ Tát còn chưa tính, còn chưa bao gồm trong đó. Đây là nói chứng quả A-la-hán là có thành tựu. Trong Kitô giáo chúng ta thấy người thực sự được coi là đệ tử chân truyền của Chúa Giêsu, môn đồ đắc đạo 12 người. Trong tôn giáo nào cũng đều là dạy học, nhưng thành tựu có thể nói là huy hoàng nhất, thời gian dài nhất, số người thành tựu nhiều nhất, không ai vượt qua được Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong lịch sử Trung Quốc, người cả đời làm công việc giáo dục rất nhiều, không ai có thể so sánh với Khổng Tử. Thời gian Khổng Tử dạy học không dài, số người thành tựu nhiều. Ngài có 3.000 đệ tử, 72 hiền nhân, 72 người có thành tựu. Chúng ta phải biết điều này. Cho nên chúng ta cho dù là tại gia hay xuất gia phải học tập theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Cầu sanh thế giới Tây Phương là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta. Chúng ta tôn sùng lời dạy bảo của Thích Ca Mâu Ni Phật, nghiêm túc nỗ lực tu pháp môn này,
tu pháp môn này là phước báo lớn nhất. Đời này của bạn thực sự thành Phật chính là chứng được quả vị cao nhất. Cả đời phàm phu chứng được quả vị cao như vậy. Bạn xem, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc đều làm A Duy Việt Trí Bồ Tát. A Duy Việt Trí là viên giáo thất địa trở lên. Địa vị này không thể nghĩ bàn. Cho nên chúng ta phải vô cùng quý trọng. Nhưng nhất định phải làm tốt giáo dục nền tảng thì bạn mới có thể vãng sanh. Nếu giáo dục nền tảng chưa làm tốt, đối với vãng sanh không nắm chắc. Nền tảng này nhất định phải xây dựng trên tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước là nguyên tắc chỉ dẫn cao nhất của chúng ta. Ba điều, 11 câu. Mỗi câu 4 chữ, tổng cộng 44 chữ. Đây là chúng ta tu học, cho dù là tu pháp môn nào, đều phải coi điều này làm nền tảng. Điều đầu tiên trong nền tảng này là thực hành trong tập thiện nghiệp đạo, trong đệ tử quy. Bạn không có điều đầu tiên thì sẽ không có điều thứ hai. Không có điều thứ hai thì làm sao có điều thứ ba? Chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng chuyện này. Cho nên tình huống đồng tu nữ tại gia giúp đỡ pháp sư, một là lúc pháp sư bệnh nặng cần phải giúp đỡ, ngoài ra là tuổi tác đã lớn, lão pháp sư 80-90 tuổi không có vấn đề. Đây là cư sĩ Trần từ Tượng Thủy, Hồng Kông tới. Ông ấy nói, con ăn chay, đọc Kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật cũng mấy năm rồi. Thực sự làm theo nội dung trong Kinh Vô Lượng Thọ và đĩa giảng VCD. Thực sự là có cầu tất ứng, chuyện không thể nghĩ bàn rất nhiều. Xin pháp sư khai thị, lúc tụng Kinh Vô Lượng Thọ có từng đợt hương thơm. Lúc đang niệm Phật muốn ngủ thì có một làn ánh sáng chiếu tới, lại tiếp tục niệm, không ngừng như vậy. Đa tạ lão pháp sư khai thị. Bạn niệm Phật, đại khái người sơ học bình thường, công phu đắc lực đều có cảm ứng, nhưng không nên sanh tâm hoan hỷ. Sanh tâm hoan hỷ, bạn sẽ trúng ma. Cảm ứng này là bình thường. Nhìn thấy ánh sáng, người thấy mùi hương lạ. Mùi hương này cả đời bạn chưa từng ngửi qua. Tình huống này lúc chúng tôi mới học Phật đều có, cũng có rất nhiều lần. Chúng tôi tịnh giáo lão pháp sư. Lão pháp sư nói với chúng tôi là lúc chúng tôi tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, hoặc là lúc thảo luận Phật Pháp, lúc này có người trời đi ngang qua nơi này, họ nhìn thấy các con đang nói về chánh đạo, họ sẽ chắp tay tán thán, dừng lại ở đây một lát. Trên người họ có mùi hương lạ. Đa phần là người trời khởi tâm cung kính với bạn. Cho nên, đây là chuyện thường có.
có hay không có đều không để ở trong lòng. Có rất nhiều người nói trước đây mình có rất nhiều, hiện tại đều không còn nữa, có phải là thoái tâm không? Vậy thì cũng chưa chắc. Nếu như chuyện này thường có sẽ không tốt, thường có chính là ma. Tình trạng có mới là chính xác, không thể thường có. Ông ấy có một người em gái 29 tuổi chưa kết hôn, tìm việc làm phải tìm công việc thích hợp với bản thân mới làm, không lý tưởng thì không làm. Mỗi ngày ngủ tới 11-12 giờ trưa, rất lười làm việc. Nói đạo lý làm người với cô ấy, cô ấy nói biết rồi nhưng mà không sửa được. 8 năm, 10 năm đều phải để cô ấy ở cùng. Xin hỏi Pháp Sư, con tiếp tục giúp cô ấy là có tội hay là không có tội? Đây không phải là có tội hay không có tội, đây đều là bạn nợ cô ấy. Trả xong thì cô ấy sẽ không tới tìm bạn nữa. Cho nên người nhà đều là người có duyên. Phật đều giảng rất rõ ràng, bốn loại duyên: cha con, anh chị em trong gia đình, báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu không có quan hệ này thì không thể nào thành người một nhà. Cho nên người học Phật cũng rất rõ ràng, tâm địa rất thanh tịnh, vừa nhìn tình huống liền biết họ tới báo ân hay là tới báo oán. Báo oán thì ngày ngày cãi lộn, không có sắc mặt tốt. Giống như tình huống này của bạn thì đó là đòi nợ, bạn phải trả nợ cho cô ấy. Nếu cô ấy tới trả nợ thì cô ấy sẽ kiếm tiền cúng dường bạn, tới trả nợ cho bạn. Đây là bạn nợ cô ấy. Cho nên đây không phải là có tội hay không có tội, bạn phải thường làm tấm gương tốt cho cô ấy thấy, giúp đỡ cô ấy giác ngộ, giúp đỡ cô ấy quay đầu. Những chuyện này cần phải có thời gian, phải kiên nhẫn lâu dài. Hiện tại duyên của cô ấy chưa chín mùi, bạn vẫn phải hết lòng nỗ lực giúp đỡ cô ấy. Có khi tới mười mấy năm, hai mươi mấy năm, ba mươi mấy năm mới quay đầu. Cho nên bạn phải rất kiên nhẫn. Ông ấy nói ngoài đường ở đại lục có rất nhiều người bị bệnh thần kinh, không có quần áo mặc, tóc để rất dài. Ông ấy nói có lúc còn rất muốn giúp họ cắt tóc, mặc quần áo. Có vị cư sĩ nói suy nghĩ kỹ rồi hãy làm, như vậy có bị coi là phan duyên không? Những chuyện này tôi không biết pháp luật của Trung Quốc có quy định này không. Ở nước Mỹ, chúng tôi gặp được những người như vậy cũng không dám đụng vào họ. Đụng vào họ là họ ăn vạ bạn, họ kiện bạn, nói bạn xâm phạm họ, yêu cầu bạn bồi thường. Chuyện như vậy thật sự phiền phức. Cho nên gặp những chuyện như vậy, bạn muốn giúp họ, ở nước Mỹ bạn phải báo cảnh sát, do cảnh sát xử lý tới giúp đỡ họ. Bản thân chúng ta tốt nhất không nên giúp họ. Tôi không biết pháp luật của Trung Quốc đại lục. Cho nên gặp phải chuyện này, tốt nhất có thể để cảnh sát tới quản chuyện này. Còn có những tổ chức từ thiện, họ không nhìn thấy, chúng ta nhìn thấy có thể nhắn cho họ biết, hy vọng họ ra mặt giúp đỡ. Đây là phương pháp đúng đắn. Đây là Đồng Tu Vương đến từ Nội Mông Cổ. Ông ấy có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, ông ấy nói công ty của con chủ yếu kinh doanh khu du lịch sa mạc cấp 4A của quốc gia, trong đó có dịch vụ ăn uống, thường cung cấp món thịt đặc sản của Mông Cổ cho du khách. Đạo Pháp Sư cũng từng nói qua người học Phật tốt nhất không nên kinh doanh ngành nghề này, nhưng khu du lịch này nếu không cung cấp dịch vụ ăn uống thì du khách muốn dùng bữa trưa sẽ rất khó khăn. Chúng con không nghĩ ra được cách nào hay hơn, chỉ đành quyết định
đem toàn bộ lợi nhuận kiếm được từ kinh doanh đồ mặn này cúng dường cho Phật giáo hoặc sự nghiệp từ thiện. Xin hỏi Pháp Sư có thể làm như vậy không? Có thể. Có thể làm như vậy. Chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh. Tâm địa của chúng ta thiện lương. Chúng ta đem lợi nhuận kiếm được đi làm một số việc tốt, đem công đức này hồi hướng cho chúng sanh, như vậy là được. Kinh doanh ăn uống như vậy tốt nhất là không sát sanh, không tự mình sát sanh. Có thể mua được, ra chợ mua được những loại thịt này. Trong Phật Pháp nói tam tịch nhục. Bạn không nhìn thấy giết, không nghe thấy giết, không giết gì mình. Như vậy là được. Nếu bất đắc dĩ, nhất định phải tự mình giết. Vậy thì bạn học theo Hồi giáo. Bạn xem Hồi giáo giết động vật. Người giết không phải là tín đồ bình thường, là thầy tế, tức là người tu hành của họ. Trước khi giết động vật, thầy tế nhất định tụng kinh, niệm chú hồi hướng cho con vật đó, khuyên nó xả thân đi đầu thai đến nơi tốt, chúc phúc cho nó. Tâm này rất khó được. Lúc giết nhất định phải một đao đoạt mạng để chúng bớt chịu đau khổ. Đây đều là từ bi. Cho nên tín đồ Hồi giáo thịt thông thường họ không dám ăn, nhất định ăn thịt do thầy tế giết, là có đạo lý này. Đây là điều chúng ta nên học tập theo, có tâm yêu thương, tâm từ bi đối với động vật. Vào lúc bất đắc dĩ, thân thể dù sao cũng sẽ hư hoại, bạn thương lượng với chúng, dưới tình huống bất đắc dĩ, chúng cũng bằng lòng xả thân, chúng đi tới nơi tốt. Cho nên chỗ này đều có đạo lý, không phải là không có đạo lý. Bạn lại dùng tiền kiếm được hồi hướng cho chúng, hồi hướng cho những chúng sanh này. Thứ hai, ông ấy nói, con cảm thấy nếu con người không có trí tuệ, thì khi có tiền chính là tai họa. Mặc dù con không có bao nhiêu tiền, nhưng con nghe lời dạy của lão Pháp Sư, cho nên con bằng lòng tùy duyên bố thí, in kinh, in hình Phật, đúc tượng Phật, phóng sanh, chữa trị cho người bệnh, cứu trợ thiên tai. Nhưng có lúc cũng không tránh được khởi phiền não. Ví dụ chữa bệnh cho người khác mà họ không đi chữa bệnh, giúp họ tu hành lại không nhìn thấy người thật sự tu hành, có lúc cũng bị lừa, có nghĩ có dư trả nợ. Nói tóm lại, con cảm thấy bản thân mình không có trí tuệ. Xin hỏi lão Pháp Sư, sau này con chủ yếu in kinh, in đĩa, tượng Phật, phóng sanh có được không? Không có trí tuệ thì phải học trí tuệ. Chịu thiệt bị lừa là đi học phải nộp học phí. Bạn chịu thiệt một lần thì học được không ít điều. Bị người khác lừa gạt, tôi cảm thấy thế gian này có vô số phương thức thủ đoạn lừa gạt người khác. Bạn biết rồi thì sẽ khai mở trí tuệ, cho nên nộp những học phí đó cũng đáng. Đừng để những chuyện này ở trong lòng. Nói tóm lại, giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt. Điều này quan trọng. Đây là cư sĩ Vương ở Thâm Quyến. Ông ấy hỏi giúp bạn hai câu hỏi.
Thứ nhất, người vợ biết được chồng mình ra ngoài tìm phụ nữ, muốn ly hôn, cũng từng tự nhìn vào điểm tốt của đối phương, nhưng không thể bình tĩnh, mâu thuẫn trong nội tâm. Đến nay, người chồng không thể thay đổi, đã không còn cần thiết giữ gìn gia đình bề ngoài hào nhoáng này nữa. Nên làm thế nào để thoát khỏi tình trạng khó khăn này? Bạn hãy nghe đệ tử quy của Thái Lệ Húc giảng. Cậu ấy có nói đến ví dụ này. Ly hôn tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Hy vọng bạn nỗ lực học tập thật tốt. Hy vọng mỗi người đều có thể trở thành người thiện, mỗi gia đình đều có thể hòa thuận. Tại sao vậy? Gia đình là tổ chức cơ bản nhất của xã hội. Chúng ta ví cả xã hội này như cơ thể con người. Gia đình là tế bào của thân thể. Nếu tế bào hư hoại rồi, hư hoại quá nhiều, con người sẽ không thể sống nổi. Sự động loạn của toàn xã hội hiện nay, nguyên nhân đầu tiên là ở đâu? Tôi cảm thấy tỷ lệ ly hôn quá cao, tạo thành sự động loạn của toàn xã hội. Bạn có phải chịu trách nhiệm nhân quả không? Hai vợ chồng bạn cãi nhau là chuyện nhỏ, bạn cãi nhau đảo lộn cả thiên hạ, bạn khiến cho bao nhiêu người, mấy tỷ người đều phải chịu tội, tội của bạn sẽ nặng. Không người nào ngờ tới, đây là sự thật. Bạn hiểu được đạo lý này, kết hôn phải thận trọng. Đây không phải là trò chơi trẻ con, cho nên cổ lễ Trung Quốc kết hôn vô cùng long trọng. Tại sao vậy? Nói cho bạn biết, đây là chuyện quan trọng nhất đời người. Gia đình có thể hưng thịnh hay không đều liên quan đến chuyện này. Thậm chí sự hưng thịnh suy vong của đất nước cũng liên quan đến chuyện này. Chuyện này quá lớn rồi. Mạnh Phu Tử nói rất hay, làm không được việc phải quay lại xét mình. Bạn đừng nên trách đối phương, phải kiểm điểm bản thân. Tại sao lại có ngày hôm nay? Tại sao lại có tình huống này? Nghiêm túc nỗ lực cải tiến. Mới có thể giải quyết viên mãn chuyện này. Phải thực sự cầu trí tuệ, phải thực sự học làm người tốt, làm người thiện, làm người thực sự có trí tuệ, có đức hạnh. Cho dù người chồng là oan thân trái chủ, cũng phải hóa giải oan thân trái chủ. Chuyển oan thành thân, chuyển mê thành ngộ, chuyển bất tiện thành chí tiện. Bạn phải chuyển hoàn cảnh. Bắt đầu chuyển từ đâu? Chuyển từ bản thân mình, không phải là chuyển từ hoàn cảnh bên ngoài. Tâm của chính mình chuyển rồi, thân tâm đều chuyển rồi, thì hoàn cảnh sẽ chuyển theo bạn. Đây là đạo lý tất nhiên. Hết thảy phải bắt đầu làm từ chính bản thân mình. Không phải là nói ly hôn sẽ rất đau khổ. Nếu như có con cái, vậy thì tội của bạn càng nặng. Bạn xem tỷ lệ phạm tội cao nhất trên toàn thế giới hiện nay. Bạn điều tra tử xem, đều là gia đình đơn thân. Bạn có phải gánh vác hậu quả này không? Có phải gánh vác trách nhiệm này không?
Câu hỏi thứ hai, còn có chồng của người bạn đưa phụ nữ về nhà, bảo vợ nấu cơm cho người phụ nữ này ăn. Hơi không vừa ý, liền đánh đấm liên tục. Người vợ cùng đứa con thường khóc tới nửa đêm. Hôn nhân như vậy nên vẫn nhịn tới lúc nào? Tìm người khuyên nhủ cũng không thay đổi, hay là người vợ dắt con bỏ đi? Đứa trẻ đang học trung học, hay là đợi Quan Quan tương báo kết thúc mới có thể rời đi? Quan Quan tương báo bao giờ mới dứt? Đời đời kiếp kiếp. Đời này anh ấy đối với bạn như vậy, đời sau bạn sẽ trả lại gấp đôi. Đây là Quan Quan tương báo, đôi bên đều đau khổ. Nhất định phải dùng trí tuệ hóa giải. Nhà Phật nói tam học giới định tuệ, học tốt tam học giới định tuệ thì những vấn đề này toàn bộ đều không còn nữa. Tin Phật rất không dễ. Bạn phải thật sự tin tưởng lời dạy bảo của Phật Bồ Tát, của các vị thánh hiền, phải thật sự học tập mới có thể hóa giải vấn đề. Hóa giải vấn đề nhất định phải từ bản thân, do bản thân mới có thể hóa giải gia đình, mới có thể hóa giải hàng xóm láng giềng. Vị cư sĩ này dùng diệu âm. Câu hỏi của bà ấy, bà ấy nói con là cư sĩ tại gia, muốn tịnh Pháp Sư từ bi khai thị. Đại khái 2 năm trước trong nhà con xuất hiện rất nhiều gián, khắp nơi đều có, thậm chí là bò lên bàn, khiến con trẻ sợ hãi. Nghe cư sĩ Diệp nói có thể nói chuyện với gián trước 3 ngày, để sau khi chúng rời đi mới phun thuốc. Sau đó con làm theo cách họ nói. Sau khi nói trước với chúng 3 ngày, gián vẫn không dọn đi. Trong lúc bất lực, chỉ đành phun thuốc. Kết quả con nào chết thì chết, con nào sống sót thì không biết đi về đâu. Nhưng từ đó trở đi, trong nhà không còn gián nữa. Sau đó không lâu thì con mang bầu một đứa trẻ. Có điều đứa trẻ này sinh ra rất khỏe mạnh, cũng rất thông minh. Nhưng trong lòng con luôn cảm thấy áy náy về chuyện mấy con gián. Con cảm thấy mình không từ bi, không có định lực, không có trí tuệ, thậm chí nội tâm luôn bất an. Xin hỏi Pháp Sư, có phải đời trước con từng sai người giết gián, cho nên đời này mới gặp nghiệp báo này? Ngoài ra, chuyện này có ảnh hưởng tới con cái của con không? Con người sống trên thế gian, phàm chuyện gì đều không ngoài định luật nhân quả. Trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, mặc dù đối với những động vật nhỏ, tại sao người khác có cảm ứng, chúng ta không có cảm ứng? Nguyên nhân ở đâu? Thành tâm. Không có cảm ứng là thành ý của chúng ta chưa đủ. Đại khái khoảng 80-90% thành ý mới có thể cảm động. Thành ý của chúng ta mới chỉ 3-5% thì không thể cảm động. Tâm yêu thương chân thành. Trong số đồng tu của chúng tôi, người học phương pháp này rất nhiều, đều có cảm ứng. Tại sao chúng tôi có cảm ứng? Cho nên vẫn phải quay đầu lại hỏi chính mình. Chúng ta phải nghiêm túc, nỗ lực phản tỉnh, dùng tâm chân thành nói chuyện với những động vật nhỏ này.
Đặc biệt là những động vật nhỏ này tới quá nhiều, một khi giết hại sẽ rất nhiều. Trong tình huống này, chúng ta phải dùng tâm chân thành. Chúng ta phải tôn trọng các động vật nhỏ. Chúng ta tôn trọng chúng, chúng tôn trọng chúng ta. Chúng ta kính yêu chúng, chúng cũng sẽ kính yêu chúng ta. Chúng ta đối với kiến, mũi, ruồi, gián, chúng ta nói chuyện với chúng phải thành thành khẩn khẩn, giống như đối với Phật Bồ Tát vậy, chắp tay lễ kính, gọi chúng là Bồ Tát, Bồ Tát gián, Bồ Tát kiến. Nghe lời, không được dùng tâm khinh mạng. Sau khi chúng ta nói chuyện với chúng, sau đó tránh đi, một hai tiếng đồng hồ sau, chúng nhất định đều rời đi, đều tản đi. Cho nên cũng giống như đối với người vậy, phải tôn trọng, không thể khinh mạng, không thể vô lễ, cũng không thể uy hiếp đe dọa, đều không được, phải rất tôn trọng. Chúng tới chỗ này đương nhiên phần nhiều đều là tới tìm thức ăn. Chúng ta để thức ăn ngoài sân, để ở ngoài trời, cúng dường chúng. Chúng sẽ hợp tác. Hết thảy chúng sanh đều có linh tánh. Phật nói hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Nhất định phải chân thành khẩn thiết thì bạn mới có thể cảm động những động vật nhỏ này. Trước đây chúng ta không biết đạo lý này, tổn hại chúng, chúng ta thường sám hối. Bản thân chúng ta tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho chúng. Niệm Phật đường này của chúng tôi có cúng dường bài vị của những động vật nhỏ. Mọi người tỉ mỉ xem thử, bạn sẽ hiểu được. Chúng tôi ngày ngày không quên chúng. Chúng tôi ngày ngày cảm ơn sự hợp tác giữa chúng và chúng tôi. Đây là câu hỏi của cư sĩ Hoàng ở Hồng Kông. Ông ấy có ba câu hỏi. Thứ nhất, ở bên ngoài ăn cơm, nếu trong canh có thịt, xin hỏi như vậy liệu có phạm giới sát không? Nếu bạn là đệ tử Phật, bạn học theo đại đức xưa, giống như đại sư Lục Tổ Huệ Năng ăn rau trong thịt, bạn gấp thịt trong đó ra là được, đừng nên ăn thịt. Đây là dư pháp. Đừng nên nghĩ ở đó có thịt thì nghĩ tới ăn thịt, vậy thì bạn sai rồi. Thứ hai, đã thọ Bồ Tát giới, liệu đời sau có thể được cứu, được nghe Phật Pháp, có thể được thân người không? Bồ Tát giới phải thọ trì thì bạn mới có thể đạt được. Nếu như thọ Bồ Tát giới liền có thể đạt được, không có đạo lý này, đây là lừa người. Điều này về lý mà nói thì không thông. Thật sự làm được, thực sự làm được thì bạn chính là Bồ Tát. Bồ Tát nên làm những chuyện nào bạn đều làm được. Bạn phải ghi nhớ, đồng tu tại gia, tọa Bồ Tát giới nhất định phải xây dựng trên nền tảng ngũ giới tập thiện. Chưa làm được ngũ giới tập thiện, Bồ Tát giới là giả. Làm thế nào cũng không phải là thật. Cho nên, đệ tử quy và thập thiện nghiệp đạo quan trọng hơn bất cứ điều gì. Giống như xây nhà lầu vậy, Bồ Tát giới là tầng thứ ba. Bạn không có hai tầng bên dưới thì làm sao xây tầng thứ ba? Thứ ba, người đời này vô cùng thiện lương, hiếu thuận.
nghiệp báo hiện tiền gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Sau khi qua đời, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Đây liệu có phải trong đời quá khứ sát nghiệp nặng nề? Làm thế nào giúp đỡ người đã mất? Đúng vậy. Nghiệp đã tạo trong đời quá khứ nặng nề. Cho nên họ mới chết bất đắc kỳ tử. Chúng ta có thể giúp đỡ họ. Chúng ta tụng kinh, lễ Phật, đem công đức tu học của bản thân hồi hướng cho họ. Giúp đỡ như vậy, họ mới có thể đạt được lợi ích. Vị này là cư sĩ Thẩm ở Tuyền Châu. Ông ấy có 3 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là mới học Phật, không biết có thể tự xưng mình là mạt học không? Mạt học, đây là lời khiêm tốn khách sáo, có thể. Ở bờ biển Tuyền Châu có một tam bảo điện quy mô. Chỉ có 2 thầy trò. Tiểu pháp sư được mọi người xưng tán. Đại sư phụ không vui, nói với mạt học: con khuyên ông ấy, có người không hiểu chuyện, có thầy giỏi mới dạy ra đồ đệ giỏi. Trên thực tế, con cũng cảm thấy sư phụ quá nghiêm, chưa đủ thích hợp như pháp, tính tình nóng nảy, nói lời làm tổn thương người khác, con không dám nói thật phê bình ông ấy. Hơn 1 năm trôi qua, rất nhiều tín chúng bàn luận đại sư phụ, sôi nổi đồn đại thị phi, khuyên họ đừng nên bàn tán thị phi về sư phụ, sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Cuối cùng cũng không thể giải quyết. Trước mắt rất nhiều tín chúng không tới chùa làm công quả Phật sự nữa, con cũng không biết làm thế nào mới như pháp. A Di Đà Phật. Phàm chuyện gì tùy duyên mà không phan duyên là được. Nếu đạo tràng này như pháp, chúng ta nhiệt tình tới hộ trì. Nếu họ không như pháp, chúng ta khuyên họ không nghe. Mỗi người tự có nhân duyên của mỗi người tự có nhân quả của mỗi người. Chúng ta đã làm tròn nghĩa vụ với họ, đã giúp đỡ họ. Vậy thì chính là lời Phật dạy: Phật độ người có duyên, họ không có duyên. Chúng ta để ý xem ai có duyên với họ, để họ tới khuyên. Họ hoan hỷ nghe lời người nào thì để người đó tới khuyên, có lẽ có thể sẽ có hiệu quả. Câu hỏi thứ hai, ông ấy nói: con có duyên được xem khai thị Phật học và cuộc sống của lão pháp sư, con kiên định tính tâm học Phật, từ đó kiên trì giới sát, nhưng có thắc mắc đối với việc không giết một số côn trùng có hại. Sau đó nghe lão pháp sư khai thị nói tới muỗi hút máu là tới xin đồ ăn, không đáng tội chết, con thực sự nghĩ không thông. Dần dần bạn sẽ nghĩ thông. Muỗi tới cắn chúng ta, chúng đói nên chúng muốn ăn cơm. Nếu chúng ta từ bi một chút, cúng dường chúng một bữa, chúng không đáng chết. Nếu không muốn cúng dường, đuổi chúng đi là được, hà tất phải giết chúng. Thực ra muỗi đến ăn một bữa cũng có thể hợp tác.
Chúng tôi có vài vị đồng tu đều biết, đều rất có cảm ứng. Muỗi tới cắn, đừng cắn trên mặt. Cắn trên mặt rất khó coi. Trên cánh tay có thể cúng dường bạn, bạn đừng cắn trên mặt, chúng sẽ nghe lời. Tiếp theo nữa là sau khi cắn xong không đau không ngứa, bạn cắn có thể ăn. Khiến tôi không đau không ngứa đều có thể làm được, rất hợp tác. Dần dần bạn sẽ nghĩ thông, đích thực là chúng có thể hợp tác với chúng ta. Câu hỏi thứ ba, so với muỗi, con người càng tàn nhẫn hơn. Những động vật vốn không nên giết, đều giết để hưởng thụ, có hy vọng cố gắng làm tốt những hành vi mà người đệ tử Phật nên có, không tạo trọng tội thân khẩu ý nữa, nhưng đến nay vẫn chưa thể làm tốt. Ở quê nhà, Pháp Sư quan tâm con, khuyên con quy y Tam Bảo, con đều không dám. Lần này là Pháp Sư tới Hồng Kông, con đặc biệt tới nơi này nghe kinh. Là Pháp Sư nói với mọi người, cử hành tam quy y không phải là quy y lão Pháp Sư, mà là vì chứng minh quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng cho mọi người. Những điều này bạn đều hiểu rồi. Đều hiểu rồi, nếu như ở đây có nghi thức này thì bạn có thể tham gia. Sau khi quy y Tam Bảo, nhất định phải nghiêm túc học tập theo lý luận, phương pháp trong kinh giáo. Chúng ta đích thực có thể thay đổi vận mệnh, cải thiện môi trường sống của chúng ta. Trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Lần này giảng Kinh Hoa Nghiêm đúng lúc giảng tới phước điền rất sâu. Đoạn lớn này đích thực giúp chúng ta biết được làm sao trồng phước điền. Hy vọng mọi người dụng tâm nghe. Phước điền rất sâu, thuyết pháp rất sâu, giáo hóa rất sâu, đều có thể lưu hành riêng. Tường trụ chỗ chúng ta có thể lưu hành riêng. Những điều này đều là nhu cầu cấp thiết của người học Phật chúng ta. Chúng ta tu phước như thế nào, làm thế nào để thực sự có thể thực hành được câu có cầu tất ứng trong cửa Phật. Hôm nay thời gian đã đến rồi, chúng ta giảng tới đây thôi.